khán thính giả, chúng tôi đang có mặt vào lúc 3 giờ chiều tại nhà tang lễ của nghĩa trang Quốc Hiêu thành phố San Jose, và sau đây là chúng tôi xin ghi lại một vài hình ảnh về tang lễ của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh. Mời quý vị theo dõi. In 1990, co-founded the Vietnam Photographic Association, VNPA, a student of his first class in San Jose. VNPA was followed by the Vietnam Photographic Society of Northern California, currently VNPS, in the year 2000. From 1989 to 2014, he has trained more than 500 photography students in San Jose. Đã tổ chức triển lãm nhiếp ảnh trong hội chợ Tết liên tục trên 20 năm để quảng bá văn hóa Việt Nam và nét đẹp của nước Mỹ. Hợp tác với nhiều hội ảnh bạn trên toàn nước Mỹ qua triển lãm, in sách, diễn thuyết, đề cao văn hóa Việt và lòng yêu nước qua nghệ thuật nhiếp ảnh. Tham gia nhiều phong trào gây quỹ từ thiện, đặc biệt là đại nhạc hội. Cảm ơn anh hàng năm để giúp đỡ những anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa còn kẹt lại tại quê nhà. Những tấm hình mà ông ủng hộ đã mang lại hàng ngàn biểu kim cho các chương trình gây quỹ. Since 1989, he has a lot of photo exhibits at the annual Vietnamese New Year Tết Festival in San Jose, year after year, to promote cultural understanding between American and Vietnamese and to show his appreciation to the beauty of America through photo. Reach out to other photography society and clubs across the United States by co-hosting photo exhibits, publishing books, holding lectures to promote art culture and patriotism. Attended several non-profit fundraising events, especially Ramadan concerts in California, to raise money for the disabled vets of the Vietnam, of the South Vietnam Armed Forces. He has donated many of his photos, which raised thousands of dollars in the last few years. Trong sự nghiệp nhiếp ảnh, ông đã nhận được rất nhiều huy chương quốc tế, gồm 92 huy chương vàng, 110 huy chương bạc và nhiều giải thưởng khác. Accumulated numerous international prizes, in over 92 gold medals, 110 silver medals, and many other various awards. Thưa quý vị, đội ngũ quân đội đang chuẩn bị làm nghi lễ quốc cờ cho ông. Sau đây là lễ cao nhất. Lễ cao nhất này xin cùng linh hồn mũ đỏ Trung tá Nguyễn Ngọc Hạnh chấp nhận nghi lễ phụ cờ danh dự này. Tất cả chú ý. Nghiêm! Trân trọng kính mời mũ đỏ Bùi Đức Lạc. Trân trọng kính mời mũ đỏ Bùi Đức Lạc. Trân trọng kính mời mũ đỏ Lê Đình Luân. Trân trọng kính mời mũ đỏ Đàm Quang Nhẫn lên làm lễ cao nhất. Nghiêm, một tay chào, tay xuống. Tay chào, tay xuống, tay quay,
Lễ cao biến đã xong. Tất cả chú ý đi. Lễ phụ cờ hoàn chỉnh dự chuẩn bị. Tất cả nghiêm. Phụ cờ tất cả em tay xuống hai yên nghỉ. Thiên nga muốn tìm tự do
cho quốc gia dân tộc, tham gia các phong trào chiến đấu phục quốc, anh dũng hy sinh với lời thề quang phục quê hương. Các đồng bào vượt biên vượt biển tìm tự do, bỏ mình ngoài biển khơi hay trực trong rừng sâu núi thẳm. Phút truy điệu bắt đầu. Nghiêng! Phút truy điệu. Truy điệu đến đây là viên mãn. Tất cả thao hiến đi. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị an toàn đi xin đi. Cảm ơn nhiều. Sau đây đại diện gia đình Vũ Đỏ phân đấu cùng Đa Quyến. Trân trọng kính mời Vũ Đỏ Đàm Quang Nhẫn lên có đôi lời phân lưu cùng Đa Quyến. Trân trọng kính mời Vũ Đỏ Bùi Đức Lạc có đôi lời đại diện gia đình Vũ Đỏ có đôi lời phân lưu cùng Tăng Quyến. Kính thưa quý vị toàn thể, kính thưa Tăng Quyến, xin đại diện cho tất cả các anh em Vũ Đỏ trên năm châu, chúng tôi xin được gửi đến gia đình lời chia buồn sâu xa nhất. Quý vị đã mất đi người cha, người ông, người chồng quý mến, chúng tôi đã mất đi một đồng đội và một cấp chỉ huy kiên cường. Tôi có hân hạnh được biết Vũ Đỏ Nguyễn Ngọc Hạnh từ năm 1966, từ những cái tấm hình thương tiếc cũng như là từ những tấm hình vá cờ. Những tấm hình đó là tấm hình người thật, việc thật do Vũ Đỏ, không phải do Vũ Đỏ xếp ấp trên thành cái cảnh tượng đó mà mua. Hay cái tấm hình thương tiếc là một hòa phụ của một địa phương quân đã chết từ tuần trước, và tuần sau thì Vũ Đỏ mới đồng hành đi hành quân qua, thấy cái hình đó và chụp thành tấm hình đó. Và tấm hình vá cờ này trong cái thời gian mà chúng ta trong cái chiến dịch Gia Beo năm 1973 đó, thì tức cờ Việt Nam Cộng Hòa ở đâu thì đất đó của Việt Nam Cộng Hòa, và cờ của Việt Cộng ở đâu thì đất đó là thuộc về của Việt Cộng. Vì vậy cho nên Vũ Đỏ đi qua thấy và là cái cờ sự thật là cờ may, chứ không phải cờ in, nó bị sút xỉ, và chỉ đang vá cờ thì anh Hạnh đi qua và chụp được cái tấm hình đó. Và cả hai tấm hình đã chụp thì chúng tôi cũng đều có được anh ấy khoe là tớ mới chụp được một tấm hình người thật tuyệt thật, cậu có biết không? Và đến đây chúng tôi xin thành thật chia gói ghém lại những gì mà kỷ niệm của chúng tôi với anh Hạnh. Và cái thời gian anh Hạnh sang tới Thái Lan thì tôi là người đã
làm giấy bảo lãnh anh từ Thái Lan vào San Jose này. Hôm nay chúng tôi thành thật chia buồn cùng Tăng Quyến. Sự mất mát to lớn của quý vị cũng như sự mất mát của chúng tôi, mất một người đồng đội và mất một người đã là cấp chỉ huy của chúng tôi. Nhìn thành đến đây thành thật chia buồn cùng quý vị, thành thật cảm ơn quý vị. Nghi lễ phụ cờ và phân ưu của gia đình Phú Đỏ đến Tăng Quyến đến đây là chấm dứt, và sau đây chúng tôi xin giao lại âm thanh cho ban tổ chức. Và trong khi đó, trân trọng kính mời các nhân trưởng, các chiến hữu lên thắp nén hương cho Phú Đỏ trung tá Nguyễn Ngọc Hạnh. Trân trọng kính mời. Mr. Lam Nguyen, would you please come over here and introduce our honor guest? Thank you very much. Kính thưa quý vị, thank you very much for coming today. We are very honored to have some special guest today from the county. We would like to acknowledge President of the Board of Supervisors, Dave Cortese, and his policy head, Vu Thế. And especially, you know, we have Congresswoman Zhu Lovren and Victor to come with him. Because due to the time and schedule restraint, I would like to invite President of the Board. Kính quý vị, đây là một cái buổi lễ rất là đặc biệt, tại vì rằng là cả cao ty lẫn hạ viện đều đến và trao bằng tuyên dương cho ông Nguyễn Thị Cá với họ lại. Đó là cái vinh dự rất lớn. Chúng tôi bây giờ chúng tôi xin nhường máy điều lại cho ông Lê và ông Nguyễn Thị. Ladies and gentlemen, I would like to invite Mr. Cortese to the podium. Good afternoon. Kính chào quý vị. I'm Dave Cortese, President of the Board of Supervisors of Santa Clara County. It was not so long ago that Congresswoman Lofgren and I presided over a special ceremony at the Santa Clara County Board of Supervisors Chambers honoring Grandmaster Nguyen Ngoc Hanh. And it was an amazing experience being there, celebrating his great work as a photojournalist, as a teacher of photography, as a veteran, and as an artist, a great artist. Of course, his photographs had deep meaning. Deep meaning. They were not meant to simply entertain people. They were meant to deliver a message. He did deliver that message. He is part, of course, is part of the great Vietnamese American legacy. So he has two legacies, that of a great warrior for the Republic of South Vietnam and that great history. But then he came here and over 25 years ago began asking for recognition of the Vietnamese heritage flag, the flag of the Republic of South Vietnam. He began organizing with other veterans. He began working toward making sure there was political representation here for Vietnamese Americans. And many more things that he joined the struggle for here in this free and democratic nation and in this place we call Santa Clara County. And he succeeded. He succeeded in creating not only a new home for himself, but a place that all Vietnamese Americans can celebrate here in Santa Clara County and in the city of San Jose. When I look at his photography, I have the same feeling that I did when I saw it a couple years ago. I wish I had the time to study as his student.
even for one day. And I envy those students who got that opportunity. What a wonderful opportunity. What an amazing man. What an amazing life, a profound life. There are far too many things about his life and far too many positive impacts for us to describe them all here today. Last Tuesday, the Santa Clara County Board of Supervisors adjourned our meeting in memory and in honor of Grandmaster Nguyen Nhat Hanh. And I want to read a letter from the Board of Supervisors that is signed by me, Dave Cortese, and by Cindy Chavez, my colleague on the Board of Supervisors. To the Vietnamese community, the County of Santa Clara Board of Supervisors dedicated our April 25th, 2017 regular meeting in memory of Grandmaster Nguyen Nhat Hanh. It is with great admiration and respect that we commend the legacy he leaves behind. Grandmaster was a pioneer of photography internationally, known for his photos of South Vietnam and the Vietnam War. He practiced respect and moral integrity and made significant contributions towards global harmony and reconciliation. After immigrating to America in 1989, he shared his passion and taught photography to more than 500 students in San Jose. He donated many of his photos to help the Vietnamese American community raise money for disabled South Vietnamese veterans. His award-winning photos continue to promote cultural understanding between Americans and Vietnamese people. Please accept our heartfelt condolences. Grandmaster Nguyen Nhat Hanh's loss has resonated throughout the county of Santa Clara, and his legacy remains with us. He will be greatly missed, but he lives on in the hearts and minds of all who knew him. Signed, Dave Cortese and Cindy Chavez. I would like to ask that those presiding over the services today present this to the Grandmaster's family, and I appreciate very much the opportunity to be here today. I want to thank my own staff member, Tae Vu Nguyen, for assisting us over the last couple of years to recognize the Grandmaster here in Santa Clara County while he was still alive and not waiting until now. Thank you very much. Thân nhân của bên gia đình ông Nguyễn Ngọc Hạnh lên đây để nhận cái bằng tưởng lục của quản hạt Santa Clara. President of the board, Mr. Dale Cortese. I wish you mentioned that this is the second time, actually the third time, you know, the County of Santa Clara County honor this outstanding achievement of Mr. Nguyen. And last Tuesday, as David Cortese mentioned, the whole board honor the late Lieutenant Colonel Han Nguyen. Right now, I would like to invite Congressman Bo Rockran to come over and pay tribute, you know, to Mr. Han Nguyen. Sẽ đến đây để mà nói lời chia buồn với gia đình và cũng là tuyên dương cũng như mang cờ phủ lên quan tài của ông Nguyễn Ngọc Hạnh. Xin mời bạn. Thank you so much. I feel so honored to be able to be here to say goodbye to such a great person. I'm grateful also that our community
was able to honor him while he still lived. We have a daily record of what happens in the House of Representatives. And I was able, 2 years ago, to put into that daily record material and information about him. And I was able to present that to you at the celebration we had at the county that Dave mentioned. You know, he did so much. I remember when I learned that he had the opportunity to be saved, take a helicopter, and to save himself. And he decided to stay with his fellow soldiers. Out of loyalty to them, he ended up in a re-education camp, tortured and suffering. He was a man of stature, a man of courage, a man who loved his country, Vietnam, but also who loved his adopted country, America. Someone who enriched us a great deal through his photography, through his generosity to help wounded soldiers. He was a humble man, but a great teacher, and I know that he has students here who are so grateful for what he did for their education. You know, we have a tradition in the United States for people who are really very important, and that is to take an American flag and fly it over the United States Capitol. And that's what we did yesterday to honor this great man. And so I would like help in presenting the flag of the United States of America, this certificate that certifies that the accompanying flag was flown over the United States Capitol April 28, 2017, at my request, to honor the life and outstanding accomplishments of Lieutenant Colonel when young come, and we have this beautiful flag for the French. 请到我们 nghị viên Tâm đại diện của thành phố. Dear Congressman Zolokwen, dear supervisors, it is a great honor for me to come here today to share some thoughts. Mr. Winokhan, today he becomes eternity, the eternity of history. When the media asked me about what I recognize most of Mr. Han, I said two things. One, in view of the digital photography now, people now they take it for granted. But Mr. Han went himself, went through the very, very hard work of doing photography himself. That's a great lesson that he delivered to his student. And secondly, his photography has documented and memorialized the sacrifice of history of Vietnam more than anything else. So that's why we value and respect him. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay xin được thay mặt cho thành phố San Jose, đặc biệt khu vực 7, tôi có vài lời chúc tốt trân trọng chia sẻ với gia đình. Chúng tôi ghi nhận ngày hôm nay, nhiếp ảnh gia Quý Công Hạnh đã đi vào lịch sử, đã đi vào viên miễn để từ nay tên ông ghi vào lịch sử ngàn đời. Có hai điều khi truyền thông họ
hỏi chúng tôi nói gì về nhiếp ảnh gia Nguyễn Quang Hạnh. Chúng tôi nói có hai điều. Điều thứ nhất, trong thế giới điện tử khoa học ngày hôm nay, có lẽ hậu sinh ít ai hiểu được cái khó khăn, cái vĩ đại của những người, những tiền bối, những Nguyễn Quang Hạnh, khi chính ông là người đã bỏ những công sức để kiến tạo, để săn đuổi từng tấm hình. Và trong cái thời lịch sử, chính ông đã từng rửa hình, đã từng ngày đêm trong phòng tối để kiến tạo những tác phẩm vĩ đại như ngày hôm nay, không phải như những cái chúng ta may mắn có được. Điều thứ hai, và có lẽ là điều quan trọng nhất theo tôi nghĩ, cuộc chiến sự hy sinh của những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã luôn luôn bị bỏ quên lịch sử bởi vì họ viết được bởi những kẻ chiến thắng. Nhưng chính vì những tác phẩm của Quang Hạnh để ghi lại, để chúng ta có được lịch sử ngày hôm nay, để ghi lại lịch sử ngàn đời, không những cho những sự hy sinh đó, cho những người chúng ta đã biết được hãnh diện, đã được chia sẻ, và đặc biệt là một bài học cho thế hệ tương lai, để biết rằng có một lịch sử Việt Nam oai hùng, để biết rằng có một sự hy sinh vĩ đại, và biết rằng tại sao chúng ta có mặt trong thế giới tự do ngày hôm nay. Chính cái sự hy sinh đó qua tác phẩm vĩ đại của Nguyễn Quang Hạnh. Trân trọng cảm ơn chia sẻ của gia đình. Tiếp theo chúng tôi hôm nay mời ông Lại Hùng, đại diện Liên hội Người Việt quốc gia Bắc Kỳ Bồ Nha phát biểu. Kính thưa quý vị hội đoàn đoàn thể tổ chức, quý vị thân bằng quân lựa, quý vị tham gia, đại diện Liên hội Người Việt quốc gia vùng Bắc California, Hội Tết Truyền thông Fairground từ năm 1986, Việt San Jose TV từ năm 2000, xin chân thành chia sẻ sự mất mát đau thương của Tam Quyến và xin có vài lời tiễn biệt nhiếp ảnh gia Trung tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Ngọc Hạnh. Đành rằng chốn trần gian nào ai mong sống mãi, nhưng sự ra đi của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh là một sự mất mát, không những là một sự mất mát thương đau cho toàn gia, mà là mất mát thật lớn lao cho Việt Nam. Đức Chúa Trời đã gọi nhiếp ảnh gia Trung tá Nguyễn Ngọc Hạnh về nước trời, kính chúc ông Hạnh bình an trong tay Chúa. Không một hội Tết nào vắng bóng phòng triển lãm của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh và các môn sinh đã đem lại hạnh diện cho cộng đồng và đã mang lại thán phục cho các cộng đồng bạn. Vào Hạ Lào và vào tất cả những chiến trận hiểm nguy khốc liệt nhất, chúng tôi sẽ có một tiết mục để giới thiệu với ca nhạc sĩ Hoàng Đoàn. Chúng tôi xin có một vài kỷ niệm, bởi vì sau trên 20 năm sinh hoạt, một vài kỷ niệm tuy nhỏ nhỏ nhưng xin được đọc ra để quý vị được biết. Ông Hạnh là một tay nấu ăn rất là giỏi, và lời khuyên của ông là thế này: làm bò steak đó, không cần phải nêm nếm gì nhiều, cứ lấy maggi của Pháp nêm vào, ăn với bơ cretan và uống cốc đông lơ là ngon rồi. Về cái vấn đề mà mình gọi là có người, các thầy, các trò và các thân hiếu thường nói thầy Hạnh nghèo lắm, thì đúng, thầy Hạnh nghèo là tại vì thầy Hạnh mê nghệ thuật quá. Nhưng mà thưa quý vị, đời người giàu khó không phải vì bạn có nhiều tiền bạc, có bao nhiêu đất đai, mà bạn đã giúp đỡ được bao nhiêu người, có tầm ảnh hưởng đến bao nhiêu người, và khi bạn lìa đời có bao nhiêu người thương tiếc. Quý vị đến ngày hôm nay là những người đã thương tiếc nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh. Còn nhiều nữa, nhưng thôi xin lấy một câu kiều để tiễn ông Hạnh. Kiều rằng những đấng tài hoa, hát là thể phách, còn là tinh anh. Thiên hạ mọi người, 300 năm nữa như cụ Nguyễn Di đã than, tôi chắc chắn rằng những bức ảnh của ông Nguyễn Ngọc Hạnh sẽ vẫn được còn nhiều người thưởng lãm. Và thưa quý vị, hôm nay ông Hạnh đã ngàn năm thơ thẩn ánh trăng chơi, đành tạm biệt người đi ư nhỉ, người đi thật, xin tạm biệt. Xin cảm ơn ông Hạnh. Người kế tiếp, chúng tôi trân trọng kính mời ông cựu đại tá Vũ Văn Lộc, tức nhà văn giao chỉ Viện Bảo tàng Việt Nam Cộng Hòa San Jose. Xin kính mời ông Vũ Văn Lộc. Thưa vâng, ông đã xuất hiện rồi. Xin quý vị chào đón ông Vũ Văn Lộc, nhà văn giao chỉ, xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị, quý vị phụ đại, trong chốc lát nữa thì các cháu ở trong
tăng gia sẽ có lời cảm ơn, nhưng mà cá nhân tôi thì tôi cũng phải có một vài cái lời cảm ơn đặc biệt chỗ thưa quý vị là cái ông Phú Đào làm việc ở Ốc Hiu này cho tăng gia sử dụng cái chỗ này và rất là ân cần đối với lại cái tăng gia, điều đó cũng là điều đáng trân trọng và nó có cái cụ thể. Tôi thưa quý vị, tôi cũng xin lỗi để mà gửi lời cảm ơn đến rất nhiều những các vị bạn ở xa đã gửi những email tới chuyển qua tôi để đến tham gia các bạn thành những người hâm mộ hình ảnh của bác Nguyễn Cao Bạch nhiều lắm, nhưng mà trong đó lại có một cái phần lưu khá đặc biệt. Cái phần lưu đó là của Trung tá Hành Nhân. Quý vị tưởng tượng là cách một tháng trước thì bà Hành Nhân lại có hỏi điện thoại cho tôi về tình trạng bác Hạnh sức khỏe ra sao, thì tôi nói là mọi thứ còn ok. Thế khi mà chúng tôi báo tin cho bà thì lúc đó bà ấy lại ông Hạnh mà đi nữa, thì bà ấy bắt đầu vào trong nhà thương. Bà ấy có kịp thời dặn cái hộ của bà ấy đó là gửi một cái phần lưu, chúng tôi có dán cái phần lưu ngoài kia. Nhưng mà một trường có 3-4 ngày sau thì chúng ta Hạnh Nhân cũng ra đi, và cái tang lễ của bà Hạnh Nhân, cái tang lễ của bác Hạnh cùng một lượt Nam Bắc Ta Linh ngày hôm nay và ngày mai cũng là ngày 30 tháng 4 là ngày cuối cùng của hai người cùng 90 tuổi, cùng cấp bậc trung tá, cùng ở tù và cùng ra đi. Cái đó cũng lại là một người thì là Ngọc Hạnh, một người là Hạnh Nhân, hai người hạnh mộ ở một cái nơi vô cùng. Cái đó cũng lại là một cái chuyện đặc biệt khi mà ông Ngọc Hạnh ông ấy ở trong nhà dưỡng lão đó thì cứ hàng tháng bà Hạnh Nhân lại có hỏi thăm tôi. Tôi cũng lúc thì tôi còn nhớ, lúc thì tôi không nhớ, tôi lại phải chạy vào tôi hỏi bà Hạnh ra làm sao để tôi báo cáo cho bà. Đó cũng lại một cái ý nghĩa. Thế thì tôi lại xin nói thêm với quý vị nữa là có nhiều bạn của chúng ta ở đây ra đi, nhưng mà chỉ có bác Hạnh là tờ xe ô tô là tôi đi đang đầy đủ cái tiết của cuộc đời của ông ấy. Do tôi phải cảm ơn Ken McLaughlin là người trước là phóng viên, sau bây giờ là trưởng phòng tin tức, đã có đăng tin tức đầy đủ về bác Hạnh, cũng là một cái chuyện đặc biệt. Và tôi cũng xin thưa với tất cả quý vị đó, là ông Hạnh này ông chết đi đó, ông để lại nhiều thứ lắm. Ông để lại người lính ngũ nước, người lính chiến đấu, người lính công binh xây dựng mồ hôi ở lưng. Ông để lại người lính gác tiền đồn và người lính xung phong. Ông để lại hình ảnh người lính dựng cờ. Quý vị biết ở bên phía Mỹ để những thế chiến có một cái hình dựng cờ của chúng lục chiến ở Okinawa rất là tuyệt vời. Nhưng mà ông Hạnh để lại một cái bức dựng cờ, quý vị thấy ở bức tường, tôi thấy nó còn gọi là giá trị còn hơn cả cái bức mà của bên thuộc quân lục chiến Hoa Kỳ. Ông để lại cho chúng ta rất là nhiều những cái hình ảnh của người lính quân lực Việt Nam ngoài. Một cái bức đơn giản nhất là bức người lính uống nước rất là xuất sắc, nhưng mà ông cũng không quên mà để lại chúng ta cái hình ảnh của những người vợ lính may cờ và những người vợ lính khóc chồng. Cái bức thương tiếc là được rất là nhiều giải trên toàn thế giới, bởi vì đó là hình ảnh của cuộc chiến tranh Việt Nam. Và tôi có cái duyên số là tôi đem bức hình được sang triển lãm của Liên Nga năm 93, mà những người Nga lúc đó là cộng sản vừa mới hết rồi. Họ rất là xúc động, xin coi chúng ta thành công để làm cho chúng ta rất là nhiều. Thì cái điều đó là điều mà tất cả những hình ảnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và ông chấp vá sắp xếp để lại, thành ra coi như là chúng ta vẫn còn lại tất cả. Thành ra người này đúng là người mà gọi là đã để lại cho chúng ta tinh hoa.
ông cuộc đời của ông Hạnh thì tôi xin nói lại là ông ấy là 20 năm tuổi trẻ, 20 năm chiến trinh và 10 năm cuộc đời và cả cái cuộc đời hưu linh, nhưng mà để lại cho gia sản cho chúng ta những hình ảnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì thành ra người nói là ngàn thu vĩnh biệt, nhưng mà chết là thể xác mà để lại là tinh anh. Thì chúng tôi xin đặc biệt là chia buồn cùng Tam Quyến và đồng thời cùng với quý vị tưởng nhớ anh linh bác Nguyễn Tạo Hạnh, ông ra đi mà để lại cho chúng tôi rất nhiều thương tiếc cùng với những gì di sản. Và chúng tôi cũng xin nói thêm một lời thay mặt bà giáo Jin, cô Jin là bạn thân của ông Hạnh ở trường đại học Điện An Gia, là người rất là thân và đến đây là cùng chia sẻ với chúng ta. Goodbye together, you and I. Goodbye, thank you. Chúng tôi hân hạnh kính mời ông Hồ Quang Nhật, thầy sáu Hồ Quang Nhật, một thành viên của Liên Hội và cũng từng là nhiều lần là phó chi viên của Hội Tết. Xin kính mời ông Hồ Quang Nhật. Kính thưa thầy Hiếu, kính thưa quý vị, 20 năm ông với mình ở Hội Tết Fairground, ở đây là rất nhiều kỷ niệm mà tôi không thể nhớ hết được. Buổi sáng hôm nay như chiều hôm nay, ông Nguyễn Công Hạnh quả thật là nhân vật đặc biệt, nhân vật đặc biệt có nhiều nét đặc biệt. Kể từ khi ông ở mặt có mặt ở Pháp năm ông 11 tuổi, năm 13 tuổi ông chứng kiến Đức Xã chiếm Paris, năm 17 tuổi ông là người có mặt ở đại lộ Champs-Élysées để đón chào đoàn quân sư đoàn 2 kỵ binh Hoa Kỳ và sư đoàn kỵ binh Pháp Quốc giải phóng thành phố Paris. Đặc biệt nào đã đưa về Việt Nam năm 1946, bởi vì tất cả các báo được ghi lại, báo của binh Pháp ghi lại cuộc biểu tình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Thanh niên sinh viên Việt Nam xuống đường đấu tranh đòi độc lập. Ông trở về để tham dự đấu tranh cho Việt Nam. Nhưng nhiều khi nhìn thấy mặt trận Việt Minh tàn ác, ông đã rời bỏ và sau đó ông vào trường chiến sinh quân. Ra trường năm 1951 cấp trung úy. Năm 52 ông được cử sang Pháp để tu nghiệp quân nhu. Năm 53 trở về nước cấp thiếu úy, rồi năm 54 ông vào Nam với hơn 1 triệu đồng bào miền Bắc. Năm 1956 ông trở lại Pháp Quốc để tu nghiệp và học cái lớp nghệ thuật chiếc ảnh tại Toulouse. Năm 1957 ông trở lại Việt Nam để thành lập Hội Nhiếp ảnh Quân đội và năm 1961 ông trở thành chuyên gia chính thức Việt Nam Cộng Hòa. Ông có mặt hầu hết trong trận đánh, nơi nào cái trận đánh khốc liệt là nơi đó có người ông Hạnh, từ Bremen, Đồng Xoài, Quảng Trị, Bình Lộc và trận Khe Sanh ông bị trọng thương. Rồi ông giống như bao nhiêu chiến sĩ khác, ông cũng phải đi bị giam trong trại tù cộng tổng cải tạo. Trong suốt 16 tháng trời ông bị giam trong Connex, đứng không được, nằm không yên, chỉ ngồi lâu không. Một ngày chỉ có 2 tiếng đồng hồ để quỳ trước ánh sáng mặt trời và quỳ trên mẻ chai vỡ bụng. Nhưng nhờ sự can thiệp của quốc tế, đặc biệt là hoàng gia, nhưng mà hoàng gia không được trả tự do. Năm 1954 trở năm 1981 trở về, nhìn nhà cửa kẻ lạ ở, vợ con để đi tìm tự do ở đất khách quê. Năm 1987 ông rời đất nước Việt Nam vượt biên đến Thái Lan, năm 88 đến Hoa Kỳ và kể từ đó ông hợp tác với Liên Hội trong 20 năm liền của đất. Ông đã để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử của
thành phố San Jose của Liên Hợp Bắc Cali. Ông để lại nhiều dấu ấn cho hơn trên 500 môn sinh con đã đoạt nhiều giải thưởng quốc tế. Về riêng cá nhân ông đã đoạt quá nhiều giải thưởng, 92 huy chương vàng, 110 huy chương bạc. Tài nghệ con khắp nơi trên thế giới đều biết. Hôm nay mọi người có mặt trong cái thính phòng này để nhìn thấy di ảnh con, những tác phẩm con, và nhìn thấy cái linh hồn con, và biết rằng một nhân tài từ nằm xuống, một chiến sĩ anh hùng của quân Việt Nam Cộng Hòa vừa giả ngộ, ước gì đời con bình thản như buổi sáng. Buổi sáng ngày 1 tháng 4 năm 2007, kim đồng hồ chỉ 5 giờ 30 sáng, ông ra đi thanh thản, miệng vui nở nụ cười. Nụ cười để chào các chiến hữu, nụ cười để chào các môn sinh, nụ cười để cảm tạ tất cả mọi người đã có bao nhiêu lần giúp đỡ ông, an ủi ông, thương yêu ông. Và hôm nay ông sẽ nhớ mãi lên trên trời, rời bỏ trần thế, ông muốn nhớ tất cả mọi người. Xin mọi người cầu nguyện cho ông. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Phổ Hoàng Nhật. Chúng tôi xin phép để đọc thứ tự, mà hiện tại chúng tôi có 8 vị ghi danh thôi. Người thứ tư kế tiếp sẽ là Trung tá, cựu Trung tá Đỗ Hữu Nhân. Người thứ năm sẽ là Chiến hữu Trần Sông Nguyên, Bộ Đội Lục Quân. Người thứ sáu là Không quân Lê Văn Hải, đại diện truyền thông. Thứ bảy là Môn sinh Đinh Thị Hoa của thầy. Và thứ tám là Chiến hữu Nguyễn Kim Sơn, đại diện Liên hội Cựu quân nhân. Giờ đây chúng tôi trân trọng kính mời cựu Trung tá Đỗ Hữu Nhân, cố vấn Liên hội Cựu quân nhân phát biểu. Xin mời chúng ta. Chúng tôi xin mời đại sứ đứng tại Đức Sinh Xuân tại chỗ luôn cùng với chúng ta đây. Mà quý vị có thể là đại diện các cựu quân nhân. Cũng bắt đầu từ cuộc thi giải văn học nghệ thuật tổng thống Việt Nam Cộng Hòa.
năm 1971 được chọn là đại diện danh dự tại Việt Nam nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế của Pháp. Năm 1975 bị giam trong trại tù cải tạo sau khi Nam Việt Nam thất thủ. Năm 1983 được thả ra khỏi tù cải tạo qua sự can thiệp của Hội đồng đặc xá quốc tế. Năm 1989 vượt biên đến Hoa Kỳ và định cư tại California, thành phố San Jose. Năm 1990 thành lập Hội nhiếp ảnh Việt Nam ở California. Và sau này đổi thành Việt Nam Photography Association Northern California VNPS năm 2000 đã huấn luyện cho trên 500 học viên nhiếp ảnh tại San Jose, tổ chức triển lãm nhiếp ảnh trong mùa giỗ Tết liên tục trong 20 năm để quảng bá văn hóa Việt Nam và vẻ đẹp của nước Mỹ, hợp tác với nhiều hội ảnh bạn trên toàn nước Mỹ qua triển lãm, in sách, diễn thuyết để đề cao văn hóa Việt và lòng yêu nước qua nghệ thuật nhiếp ảnh, tham gia nhiều phong trào gây quỹ từ thiện, đặc biệt là đại nhạc hội cảm ơn anh hàng năm để giúp đỡ cho các anh em thương thiếu binh Việt Nam Cộng Hòa còn kẹt lại tại quê nhà. Những tấm hình mà ông ủng hộ đem lại hàng ngàn mỹ kim cho các chương trình gây quỹ. Trong sự nghiệp nhiếp ảnh, ông đã nhận được rất nhiều huy chương quốc tế, gồm 92 huy chương vàng, 110 huy chương bạc và nhiều giải thưởng khác. Để ông ta say sưa kể lại tất cả những cái hình ảnh mà ông ta đã chụp được qua một cái viên. Còn nữa bộ nhân của chúng tôi cũng như mọi người đều khác lợi. Đó là tấm chân dung về vấn đề tự nhiên. Đó là tấm uống nước bằng tấm sáng bá cờ nổi tiếng. Khi mà trời nào, gió nào, nóng bức, khi mà chúng tôi được nhìn thấy về vấn đề tự nhiên. Thưa quý vị, bà chúng ta bộ nhân cũng vừa qua đời, nhưng lúc mà ông Nguyễn Hạnh cha qua đời thì bà đã đổ phần ưu cho Nguyễn Hạnh sau đó bà đã, như bác Lộc vừa nói, cả hai người đều là trung tá và đều hiến hội 90 tuổi và đều ra đi ăn tế vào 19 tháng 4 năm 1975. Các bộ cán bộ đều được quy của cái đơn hàng để trả thù tác phẩm của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh đầy căm thù để trả thù cho bà Hạnh đã trả thù lúc cái bảo vệ của quốc gia. Những cái vấn đề chúng tôi thấy cảm động vô cùng. Mỗi khi bọn ta làm dựng một cái cuộc chuyện thì tại sao chúng tôi lại nghĩ rằng là một cái cô gái tuổi đời vừa trong tháng. Thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng. Không hẳn đó là một cái người vợ của một cái người yêu thích. Quý vị vào chiều nay. Nhưng mà ta đã dừng lấy một cái câu chuyện mà nói làm thế nào mà cho chúng ta cảm thân được tháng 4, với lại cái cốt truyện với lại cái hình ảnh chúng ta. Để lúc bây giờ hàng, cô Thái Hằng đôi giọt mắt lưng trọng Phạm Đức và lăn trên cái cỏ mã của nhà. Sau đó còn sự thơ gây chưa qua sự diễn ra của ngày biểu tình. Chúng tôi nhìn thấy về vấn đề của chúng ta ở Đà Lạt ghi nhớ thảm họa ở Đà Lạt là Mỹ Lợi một cái hết sức là cay nghiệt về vấn đề cái thời tiết, nhưng mà một người lính